Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Kẻ nói láo vẫn là kẻ nói láo. Bài viết của tác giả Trần Nhật Phong được đăng trên trang Facebook cá nhân của ông. Từ nhiều năm nay, cái gọi là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn rêu rao về khúc ruột ngàn dặm. Nào là hơi thở, nào là không thể tách rời. Nhưng tại sao người Việt hải ngoại chưa bao giờ tin vào những ngôn tình này của Đảng Cộng sản? Đơn giản vì họ biết tổng bản chất nói láo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ nhìn vào sự kiện chuẩn bị cho Trung Quốc thuê đất 99 năm là người ta đã nhìn ra những trò nói láo của những kẻ cai trị. Các bạn cứ bình tĩnh phân tích thì sẽ nhìn rõ những kẻ nói láo này, lộ rõ bản chất của họ. Này nhé, cứ lấy đặc khu hành chính Hồng Kông làm ví dụ điển hình sẽ thấy rõ. Hồng Kông vốn được bà Từ Hy Thái Hậu ký cho Anh Quốc thuê 99 năm. Được sự quản trị của thể chế và bầu cử của Anh Quốc, mảnh đất Hồng Kông đã trở thành một mảnh đất mơ ước của hàng triệu người tại Á Châu. Từ thập niên 50-60, với nạn tham nhũng lên đến 91%, sau khi cải tổ và để cho người Hồng Kông tự bầu bán các vị trí quan trọng của mảnh đất này, ngoại trừ chức vụ toàn quyền do nữ hoàng Anh bổ nhiệm, kể từ thập niên 70-80, sau khi cơ quan bài trừ tham nhũng ICAC ra đời, nạn tham nhũng giảm xuống chỉ còn dưới 10% trên tổng số 6 triệu người sinh sống ở Hồng Kông. Nhờ cơ chế rõ ràng minh bạch của chính quyền Anh Quốc, Hồng Kông đã trở thành con rồng kinh tế mạnh mẽ ở Á Châu trong thập niên 80, kéo dài qua 90 trước khi vùng đất này bị trao trả về cho Trung Quốc. Kinh tế với GDP đầu người gần 20.000 đô vào đầu thập niên 90, Hồng Kông được xếp hạng là một trong 4 khu vực kinh tế hùng mạnh nhất Á Châu, bao gồm Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Malaysia, chỉ sau Nhật Bản. Văn hóa ẩm thực của người Trung Hoa do người Hồng Kông truyền bá ra khắp thế giới. Nền võ thuật của Trung Hoa cũng được người Hồng Kông nâng tầm trở thành số 1 trên thế giới. Hồng Kông được xem là nơi đại diện cho nền điện ảnh Á Châu. Thời điểm 80-90, hầu hết những phim lớn của Hollywood cần gương mặt Á Châu thì họ đều tìm đến các minh tinh tài tử của Hồng Kông. Cuối thập niên 80, Hồng Kông được Interpol và Liên hiệp Cảnh sát Hoa Kỳ trao tặng giải Anti-Crime vì các nỗ lực của Hồng Kông hợp tác và phòng chống những tổ chức tội ác xuyên quốc gia, khen ngợi là điển hình chống tội phạm của khu vực Á Châu. Sau khi vùng đất này đánh dẹp gần như toàn bộ băng đảng của hội Ma Hoàng và các đường dây chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng là Miến Điện, Thái Lan và Lào, Hồng Kông trở thành cửa ngõ cho những mặt hàng hiệu thời trang nổi tiếng của quốc tế tại Á Châu. Các công ty lớn như Chanel, Gucci, LV đều đi ngang qua Hồng Kông để nhập cảng vào các quốc gia Á Châu. Đại học Hồng Kông trở thành một trong những trường đại học được chấm điểm cao nhất khu vực Á Châu và có giá trị chỉ sau Đại học Tokyo của Nhật Bản. Hồng Kông trong thập niên 90 cũng được đánh giá là vùng lãnh thổ đóng góp nhiều nhất cho các vấn đề xã hội của cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc. Họ có hàng trăm bác sĩ thay phiên làm việc trong Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới, viết tắt là MSF. Họ cũng có nhiều chuyên viên y khoa làm việc cho tổ chức WHO của Liên Hợp Quốc. Bất cứ xảy ra thiên tai ở nơi nào, người Hồng Kông đều có mặt để giúp đỡ hoặc đóng góp tài chính. Tính đến thời điểm năm 1997, Hồng Kông có đến 59 tờ nhật báo trên 1.200 tờ tuần báo, magazine chuyên ngành, hai đài truyền hình lớn TVB và ATV. Tất cả đều do tư nhân điều hành và không có tờ báo nào của chính phủ. Passport Hồng Kông đã từng được một thời xem là cao nhất nhì ở Á Châu và được trên 100 quốc gia miễn visa. Tất cả những gì người Hồng Kông đạt được đều nhờ vào cơ chế minh bạch rõ ràng. Mọi việc đều do người dân Hồng Kông bỏ phiếu, nhiều đảng tham chính và có đầy đủ văn hóa phản biện từ trong truyền thông, học đường cho đến cách sinh hoạt chính trị đối lập, và họ sinh sống dưới khung luật pháp của Anh Quốc. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đã bị thay đổi kể từ sau khi vùng đất này được trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997. Hồng Kông đã mất dần ảnh hưởng của họ. Nhưng đó là Hồng Kông dưới sự quản trị của người Anh. Còn dưới sự quản trị của Trung Quốc, mọi việc hoàn toàn ngược lại. Người dân bị thui chột về văn hóa ứng xử, dân trí thấp, xã hội bất minh, con người tham lợi nhiều hơn, chỉ biết lấy, giành, chụp, giật, không hề biết cho và đóng góp cho cộng đồng quốc tế lẫn nhân loại. Giờ những kẻ cai trị Đảng Cộng sản Việt Nam do nợ nần với Trung Quốc,
do tham quyền cai trị để trục lợi bản thân, đã quyết định cho những kẻ đến từ Trung Quốc thuê đất 99 năm, bất chấp sự phản đối của toàn dân, cho thấy bản chất nói láo của cái gọi là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu thật sự muốn phát triển đất nước để người dân được thăng tiến, tại sao đặc khu không do chính người Việt Nam quản trị mà phải giao cho Trung Quốc? Với 64 tỉnh thành, chỉ cần một tỉnh do người Việt Nam quản trị theo thể chế khác với sự cai trị hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi chắc chắn tỉnh đó sẽ trở thành vùng đất hứa cho những tỉnh khác. Đơn giản là nếu tỉnh đó do người Việt Nam quản trị với cơ chế công bằng, ai cũng có quyền tham chính, ai cũng có quyền tham gia chính trị thì sẽ có sự gạn lọc và người được dân trực tiếp bỏ phiếu sẽ phải chứng minh khả năng và tài năng của bản thân. Kẻ bất tài sẽ bị đào thải không có vụ luân chuyển nhiệm vụ và ai có khả năng thuyết phục được quần chúng bỏ phiếu cho mình thì trở thành lãnh đạo. Và các đảng đối lập hay nhóm đối lập sẽ tìm cách soi mói để giành uy thế cho đảng của mình và kết quả là sẽ có một chính phủ trong sạch và phục vụ cho người dân đúng nghĩa. Người Việt hải ngoại lúc đó chắc chắn sẽ đóng góp rất nhiều về tài chính, nhân lực, thậm chí dùng uy thế bản thân ở các quốc gia sở tại để lôi kéo đầu tư về vùng đất đó, nơi sẽ có một nền tư pháp độc lập, một cơ chế hành chính rõ ràng và gạn lọc những trò quan liêu để phục vụ người dân đúng nghĩa. Tôi đảm bảo không đầy 10 năm, dân của các tỉnh thành khác sẽ tràn về sinh sống, vì nơi đó là mảnh đất của mọi người mơ ước, công bằng, không phân biệt đối xử, có nền tư pháp độc lập, có tự do ngôn luận và báo chí, có tự do hoàn toàn về tôn giáo, không bị kiểm soát, học đường chỉ nhắm vào tri thức cho sinh viên, không có trò lấy điểm thành tích. Sinh viên tốt nghiệp sẽ tự tin bước ra xã hội, không ngu ngơ như hiện nay. Đương nhiên, xã hội sẽ phát triển khỏe mạnh và đứng đắn. Nhưng đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, và tôi biết rõ Cộng sản sẽ không bao giờ làm như vậy. Họ thả giao đất cho người Trung Quốc, chứ chả bao giờ dám giao đất cho người Việt Nam. Ngược lại còn cướp thì đúng hơn. Bạn hỏi tôi tại sao họ không dám? Tôi trả lời, vì nếu để tình trạng này xảy ra thì Đảng Cộng sản Việt Nam tự lột quần cho thiên hạ xem. Họ không ngu dại đến mức như vậy. Vì thứ nhất, điều này sẽ khẳng định sự yếu kém và rốt nát của Đảng Cộng sản Việt Nam khi cai trị đất nước so với vùng đất mà người Việt Nam tự quản trị. Thứ hai, tất cả người Việt Nam sinh sau năm 1975 sẽ hiểu ra thể chế Cộng hòa là như thế nào, đem lại tốt đẹp gì cho dân tộc, khi mọi người đều có cơ hội đồng đều như nhau. Và như vậy, Cộng sản Việt Nam sẽ tự thú, nhận họ là tuyên truyền và nói láo về thể chế Việt Nam Cộng hòa xưa kia. Do đó, tôi nói những điều trên chỉ là suy nghĩ cá nhân. Thách Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không dám giao đất cho người Việt Nam quản trị, đặc biệt là những người Việt hải ngoại, bao gồm hơn 4,5 triệu người rải khắp Nam Châu với tiềm lực dồi dào về tài chính, học lực và uy thế. Chắc chắn, vùng đất đó sẽ trở thành vùng đất hứa cho tất cả người dân Việt Nam. Do đó, tôi vẫn kết luận Cộng sản Việt Nam chỉ là những kẻ nói láo, bịp bợm. Cái gì là khúc ruột ngàn dặm, cái gì là hơi thở kiều bào, cái gì là khối người Việt không thể tách rời dân tộc. Toàn là những ngôn tình giả tạo để mị dân và gạt gẫm những kẻ nhẹ dạ, ngu dốt mà thôi. Vậy đi các bạn, ai tin Cộng sản thì tin nhé. Tôi và bạn bè tôi thì không bao giờ tin. Thưa quý thính giả, hiện nay các cơ quan truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đang rầm rộ cổ võ cho ba dự án gọi là đặc khu kinh tế. Gồm có Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Nhằm tạo dư luận tốt để Quốc hội sớm thông qua dự luật thành lập các đặc khu kinh tế nói trên, truyền thông nhà nước đang sử dụng rất nhiều từ ngữ tốt đẹp, hấp dẫn, diễn tả các ưu điểm đầy tính thuyết phục của các dự án này. Do óc tưởng tượng, họ đang vẽ ra hình ảnh các đặc khu kinh tế tương lai với đầy đủ các dịch vụ của một thế giới văn minh tiến bộ tột đỉnh, có thể vượt trội so với London, Paris hay Dubai và sẽ bỏ xa Hồng Kông trong quá khứ hay Thẩm Quyến, Thượng Hải, Ma Cao bên Tàu như hiện nay. Họ cũng đưa ra viễn ảnh những đặc khu này sẽ đem đến nguồn lợi khổng lồ làm cho dân giàu, nước mạnh. Để cụ thể hóa giấc mơ đặc khu kinh tế, ông Nguyễn Duy Hưng, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, cũng là một trong những người lãnh đạo đầu tiên gắn bó với đề án xây dựng Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế.
hôm 29 tháng 9 năm 2017 đã chia sẻ trên mạng Zing Việt Nam rằng chỉ cần 10% trong số 300 triệu người Tàu ở các tỉnh giáp giới Việt Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam đến Vân Đồn du lịch là đã thành công rồi. Vì đa số du khách là người Tàu, nghĩa là các đặc khu kinh tế này có chủ đích là đón du khách Tàu. Để điều hành một đặc khu kinh tế như mơ ước, cần có một bộ luật được soạn thảo công phu tỉ mỉ, có tầm nhìn hướng tới tương lai hàng trăm năm sau. Trong luật ấy, ngoài khung pháp lý căn bản cho một nền hành chính thích hợp, thì còn phải xét đến nhiều yếu tố quan trọng khác. Một trong các yếu tố ấy là vấn đề an ninh quốc phòng. Lý do chúng tôi đề cập đến yếu tố an ninh quốc phòng của các đặc khu kinh tế là vì vị trí, địa lý của ba khu vực này đều là những điểm chiến lược hiểm yếu. Nếu để lọt vào tay địch, thì vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước sẽ rất khó khăn. Chúng tôi phải nói ngay rằng, Việt Nam nằm cạnh một nước láng giềng Tàu Cộng tham lam, nham hiểm, luôn ôm tham vọng bá quyền, đã nhiều lần xâm lấn nước ta từ mấy ngàn năm qua. Hiện nay, họ đang bủa vây nước ta từ mọi hướng, dùng quyền lực mềm rất nham hiểm để từng bước thực hiện âm mưu hán hóa Việt Nam. Họ đang chờ đợi cơ hội thuận tiện để ra tay. Muốn thực hiện các dự án trên, việc tìm kiếm nguồn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim không dễ dàng đối với các nước phát triển, nhưng lại là cơ hội bằng vàng đối với Trung Cộng. Vì vậy, cho dù kịch bản được dàn dựng thế nào đi nữa, thì các chủ đầu tư chính vẫn sẽ đến từ Bắc Kinh. Điều này chẳng có gì khó hiểu, vì Việt Nam luôn học hỏi và làm theo những gì Trung Cộng làm trước, là bắt chước mô hình đặc khu kinh tế mà Đặng Tiểu Bình đã thực hiện từ 30 năm trước. Nay thì mô hình này đã lỗi thời, ngay cả giới tài phiệt Tàu Cộng cũng tìm các cơ hội đầu tư khác ở Phi Châu hay Nam Mỹ. Nay cơ hội có ngay ở sân sau, thì tội gì không đầu tư vào. Hơn nữa, tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay là sản phẩm do Trung Cộng đào tạo và nuôi dưỡng, thì làm sao có thể cưỡng lại được ý muốn của Bắc Kinh. Nhằm thu hút đầu tư, các dự án phải đặt ra nhiều ưu đãi. Một trong các ưu đãi được nhiều người đặc biệt quan tâm là thời gian cho thuê đất dự trù lên đến 99 năm thay vì 50 hay tối đa là 70 năm. Với thời gian dài như vậy, cùng với âm mưu thôn tính Việt Nam của giặc Tàu, thì sau 100 năm, các nơi này có còn là đất Việt Nam nữa hay không? Cứ nhìn vào sự hiện diện của người Hoa trên khắp nước ta hôm nay sẽ rõ. Trên cao nguyên có hàng chục ngàn công nhân khai thác bô xít. Đó có phải là công nhân hay là quân đội mặc thường phục? Các khu rừng đầu nguồn Việt Nam cho Tàu thuê đến 70 năm, kể cả khu vực Formosa, Hà Tĩnh, nay đã trở thành các xào huyệt bất khả xâm phạm của Tàu rồi. Hoàng Sa, Trường Sa và cả Biển Đông đang do Trung Cộng khống chế, như thế đã quá đủ để ta cảnh giác chưa? Sức mạnh kinh tế và quân sự của một quốc gia được ví như hai chân của một con người. Trong bối cảnh Việt Nam sau 43 năm thống nhất dưới ách cai trị độc tài của tập đoàn Cộng sản, Việt Nam vẫn là một nước chậm tiến lạc hậu, thua kém các nước lân bang. Do tâm lý mặc cảm yếu kém thúc bách, thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam muốn khỏa lấp những thất bại, nên cố tạo ra ánh hào quang qua những dự án hấp dẫn như các đặc khu kinh tế nói trên. Đây chính là cơ hội để Trung Cộng giúp Đảng Cộng sản Việt Nam thỏa mãn khát vọng của mình. Đổi lại, Trung Cộng sẽ đổ tiền vào đầu tư khai thác và đưa dân họ vào sinh sống, biến các đặc khu này thành lãnh địa của họ. Như thế, con đường mất nước chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là vấn đề sống còn của cả dân tộc. Mỗi người đều có bổn phận phải bảo vệ di sản của cha ông để lại. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm.